Chuột chơi game giá rẻ là một từ khóa được rất nhiều anh em game thủ tìm kiếm và quan tâm. Và mình đã có chọn ra ở đây là top 5 mẫu chuột gaming có mức giá tốt nhất ở trên thị trường. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn mang tới đó chính là một mẫu chuột đến từ thương hiệu DU với tên mã là A960S đang được rất nhiều anh em game thủ quan tâm và săn đón. Rõ ràng với mức giá rất tốt chỉ 269.000 đồng, thế nhưng lại có những sự nổi bật và thông số ở trong tầm giá. Những cái điểm nổi bật nhất của A960S đó chính là trọng lượng siêu nhẹ chỉ 65g mà không cần phải đục lỗ trên sản phẩm. Thông thường thì là một số hãng nếu như muốn làm chuột nhẹ đi thì họ sẽ phải đục lỗ, làm giảm cái phần nhựa ở trên vỏ của sản phẩm để có thể đảm bảo được độ nhẹ. Tuy nhiên thì với mẫu chuột của DU thì DU đã chọn ra một hướng khác, đó chính là những cái thành phần liên quan đến nhựa trên A960S thì sẽ đều được làm mỏng hơn. Thì làm mỏng hơn như vậy thì anh em sẽ vẫn có một mẫu chuột nhìn qua bên ngoài ở đây vẫn sẽ có một cái độ liền mạch. Thế nhưng cái vấn đề về độ bền của sản phẩm thì liệu có ổn hay không, thì DU cũng đã có nói rằng là mặc dù cái phần nhựa được làm mỏng đi, tuy nhiên thì ở bên trong đây đã có những cái thanh đỡ để có thể phân bố đều lực khi anh em sử dụng. Thế nên về mặt độ bền, nếu như mà hãng nói như vậy thì mình nghĩ cũng khá an tâm khi mà sử dụng. Điểm nổi bật tiếp theo đó chính là mặc dù đây chỉ là mẫu chuột giá siêu rẻ, thế nhưng DU cũng đã hào phóng trang bị thêm cái phần dây. Phần dây ở đây là phần dây được bọc dù để tăng cái độ bền của sản phẩm, tăng độ bền của dây dẫn. Ở phần đầu dây thì đây được mạ vàng và có thêm một tụ nữa, một tụ này để lọc điện ra để tránh cái tình trạng gọi là như nào nhỉ? Nhiễu điện thì ảnh hưởng đến cái độ bền của chuột. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 khu vực LED RGB với 2 dải LED hai bên và một logo ở giữa là LED RGB. Về mặt form cầm của DU A960S có thiết kế là công nghệ học phù hợp nhất dành cho anh em nào thuận tay phải. Trên bề mặt của lớp vỏ đây thì sẽ có một phủ một lớp chống trượt nên khiến cho cảm giác cầm nắm ôm tay, kể cả việc là bạn có thường xuyên ra mồ hôi tay thì bám lên cái mẫu chuột này cũng vô cùng chắc chắn. Tuy nhiên thì cũng như là có một cái lớp phủ nên khi mà chúng ta bị ra nhiều mồ hôi tay ấy thì sẽ in rất rõ lên cái mẫu chuột này. Đây cũng là điều mà anh em nên quan tâm và cần vệ sinh thường xuyên khi mà chúng ta sử dụng. Còn về khả năng trang bị những cái mắt đọc trên A960S thì DU đã trang bị mắt đọc Pixar 336S Switch, chuột trái phải được DU sử dụng là sản xuất riêng và có độ bền theo như quảng cáo của hãng là 50 triệu lần nhấn. Xung quanh của chuột thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 nút thì bao gồm là hai phím chuột trái phải, back and forward, phím điều chỉnh DPI và dĩ nhiên không thể thiếu được đó là cuộn chuột. Và bên dưới đây thì sẽ tổng cộng là có 3 feet cao su và sẽ là 3 feet cao su nhỏ thôi. Đến với sản phẩm tiếp theo là một mẫu chuột đến từ Edera có tên mã là M630. Thương hiệu Edera là một thương hiệu của người Việt, còn chuột thì dĩ nhiên hãng nào cũng đều do những người hàng xóm thân thiện của chúng ta sản xuất và gia công. Ở trong tầm giá 369.000 đồng và đến từ một thương hiệu của Việt nữa, thế nên nhiều anh em quan tâm tới đó chính là về mặt hình thức thiết kế và những cái thông số kỹ thuật ở bên trong mẫu chuột có nổi trội hơn khi so với những mẫu chuột khác ở trong tầm giá hay không. Về cách thiết kế, M630 có thiết kế công tay học dành cho người dùng thuận tay phải. Tuy nhiên khi mà nhìn thực tế thì mình có một chút cảm nhận rằng mặc dù là thiết kế công tay học đấy dành cho người dùng thuận tay phải đấy, thế nhưng khi mà sử dụng bạn có là một người thuận tay trái và cầm chuột bằng tay trái thì về cơ bản chúng ta vẫn có một cái cảm giác cầm nắm khá tốt. Thì với cái việc là có trọng lượng rất nhẹ là 62-63g, thậm chí là cũng khá là xem khi so với mẫu chuột của DU, thì khiến cho các trải nghiệm sử dụng khi anh em vẩy tay thì đều rất là thoải mái. Và xung quanh hai bên ở đây nếu mà tốt hơn nữa thì mình nghĩ là Edera nên trang bị thêm cái fit, một fit cao su, hai là phần nhựa nhám để cho cái cảm giác bám tay được tốt hơn. Edera thì cũng có trang bị cho M630 một cái cảm biến có tên mã là 6662IC cho mức DPI là 12.000, switch trái phải đến từ Hanua và 6 phím bao gồm là cái phím trái phải cuộn chuột, back and forward và phím điều chỉnh DPI. Hầu như những cái mẫu chuột nào cũng đều có những cái phím khá là cơ bản như vậy. Và nhìn sâu một chút thì chúng ta sẽ nhìn đến cái khu vực LED RGB. Thì khu vực LED RGB ở đây thì sẽ chia ra làm hai vùng. Thì ở phần giữa dĩ nhiên vẫn là logo, chúng ta sẽ có LED RGB và một cái thành phần nữa ở đây sẽ nằm ở bên nửa trên của mẫu chuột. Thì chúng ta sẽ có một dải LED, nếu như mà đẹp hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa thì sẽ có một cái dải LED viền đầy đủ hơn, thì sẽ là một sản phẩm rất tốt về cái mặt hình thức thiết kế. Còn về độ bền của sản phẩm thì khi nhìn ra chúng ta sẽ thấy được ở đây đó chính là cái phần dây cũng được bọc dù và cũng có một tụ lọc chống nhiễu và đầu USB được mạ vàng. Mình không biết đây là mạ vàng, đây là mạ màu vàng hay là đến từ một cái gì đó màu vàng.
đến với mẫu chuột số 3, đó là một mẫu chuột quốc dân của Logitech với tên mã là G102, và phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản Lightsync. Phiên bản Lightsync là phiên bản nâng cấp của G102 thường, và điểm đặc biệt ở trên phiên bản G102 mới đó chính là Logitech đã trang bị vào đây là khu vực LED RGB đa màu sắc và có thể tùy chỉnh thông qua phần mềm thay vì chỉ là một phần LED xanh như thông thường. Thì tổng cộng thì với phiên bản Lightsync thì anh em sẽ có hai phiên bản, một phiên bản màu trắng và một phiên bản màu đen. Tuy nhiên ở đây thì mình đang sử dụng là một phiên bản màu đen, thì hầu hết anh em game thủ thì đều thích những phiên bản màu đen bởi vì trông sản phẩm trông sẽ sạch sẽ hơn sau một quá trình là một thời gian dài anh em sử dụng. Thì với phiên bản là G102 màu đen đang có ở đây, và nếu như anh em muốn điều chỉnh LED RGB thì anh em sẽ cần phải tải phần mềm của Logitech về thì mới có thể điều chỉnh được. Và cái khu vực LED RGB ở đây thì có điều chỉnh nhấp lánh theo nhạc. Tuy nhiên thì nếu như anh em muốn biết được là làm thế nào để có thể gọi là lấp lánh theo nhạc thì anh em hãy Google nhé, bởi vì hình như là phần mềm của Logitech cũng không hỗ trợ đấy đâu, chúng ta cần phải sử dụng phần mềm khác. Và ở bên trong G102 Lightsync thì Logitech đã trang bị thêm một bộ vi xử lý ARM 32 bit cùng với cảm biến độc quyền thì giúp cho khả năng xử lý và điều khiển tín hiệu của chuột ở bên trong mỗi khi anh em thao tác và anh em chơi game thì rất tốt. Và với một G102 phiên bản Lightsync này, khi anh em sử dụng anh em có thể thiết lập những cái setting riêng để chúng ta có thể là phù hợp với cái tựa game mà anh em chơi. Tất nhiên thì chúng ta sẽ cần phải tùy chỉnh thông qua phần mềm, bởi vì nhìn xung quanh này chúng ta sẽ không có những cái nút nào cho tùy chỉnh ngoài những phím bấm cơ bản như kiểu là back and forward, chuột trái chuột phải, điều chỉnh DPI và cuộn chuột. Về khả năng cầm nắm thì G102 là mẫu chuột khá nhỏ, và đây là sử dụng một form đối xứng sẽ phù hợp dành cho người dùng thuận cả tay trái lẫn người dùng thuận tay phải. Tuy nhiên thì với phím back and forward nằm ở bên đây thì dĩ nhiên vẫn ưu tiên người dùng thuận tay phải hơn, dù gì thì hầu hết những mẫu chuột trên thị trường đều vậy. Đến với mẫu chuột thứ tư thì đây là mẫu chuột đến từ thương hiệu Corsair, thương hiệu có hình cánh buồm, và tên của sản phẩm là Harpoon Pro RGB. Nghe lên cái tên thôi chúng ta đã thấy được cái sự nổi bật của sản phẩm rồi. Thì mẫu chuột Harpoon đến từ Corsair theo như mình thì tập trung nhiều vào cái trải nghiệm thực tế khi mà chúng ta sử dụng, tức là nhìn bên ngoài thì trông khá bình thường nhưng khi sử dụng thì chúng ta sẽ thấy được những cái giá trị ở bên trong sản phẩm. Thiết kế của Harpoon sử dụng là thiết kế công tái học chuyên dành cho người dùng thuận tay phải. Thì đối với những người nào mà thuận tay trái mà muốn sử dụng chuột Harpoon thì khi mà cái cảm giác cầm nắm sản phẩm thì cảm giác khá lạ và cũng khó để có thể làm quen, dù sao thì mới thiết kế thuận thẳng thành cho người dùng tay phải luôn thì chúng ta nên lưu ý để có thể sử dụng. Thì với cái cảm giác sử dụng của mình trên mẫu chuột Harpoon là rất tốt. Khi mà mình cầm nắm cái sản phẩm ấy, bề mặt sản phẩm đây chúng ta sẽ có một cái lớp nhám để có thể tăng khả năng bám tay. Ở phần hai bên thì sẽ có hai cái phần ốp bằng nhựa nữa, và hai cái phần ốp bằng nhựa ở đây thì sẽ có thêm những cái hoa văn hình tam giác để có thể giúp chúng ta tăng cái khả năng bám tay hơn khi mà chúng ta sử dụng, và trong trường hợp mà vẩy thật mạnh ấy thì không có tình trạng mà chúng ta bị văng mất chuột. Thì đây sẽ là một trong những sản phẩm để đem lại sự chắc chắn dành cho anh em nào mà muốn chơi những cái tựa game vẩy chuột mạnh, những tựa game FPS. Và điều thú vị nữa cũng đến từ những hệ thống phím bấm, vẫn là một trong những hệ 6 nút tiêu chuẩn thôi, chúng ta vẫn có phím chuột trái, chuột phải, back and forward, phím điều chỉnh DPI. Thế nhưng cái điều thú vị ở đây đó chính là về phần phím cuộn chuột. Cuộn chuột đây thì anh em nhìn trông sẽ lộ thiên bởi vì chúng ta nhìn đằng trước, và chúng ta có thể đằng sau khi mà lật chuột lên chúng ta vẫn có thể nhìn thấy phần cuộn chuột được. Thì với cái phần thiết kế mà lộ thiên như vậy thì nếu như anh em nào mà sử dụng mà muốn vệ sinh cái cuộn chuột thì như vậy thì vệ sinh cũng có thể tốt hơn. Top 5 ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến một sản phẩm mà anh em hay nói vui là người có tiền mới có thể dùng được, một mẫu chuột đến từ thương hiệu nhà Barberena, đó chính là Razer với tên mã là Razer Dead Adder Essential. Thì với mức giá là hơn 500.000 đồng thì chắc chắn đây sẽ là một trong những mẫu chuột tốt nhất để anh em fanboy muốn sử dụng đồ Razer thì có thể mua được. Về mặt thiết kế của Dead Adder Essential thì sẽ có thiết kế khá to và hầm hố, có thể mang kích thước nếu mà nói thẳng ra là gần như to nhất ở trong tầm giá, với một cái kích thước lớn và một cái form gọi là form công tái học thì sẽ phù hợp nhất dành cho những anh em nào có đôi tay hơi to một chút theo đúng nghĩa đen nhé, chứ không phải tay to kiểu bắn chơi game tốt đâu. Tay to theo đúng nghĩa đen thì cầm lấy mẫu chuột đây thì sẽ cho cái cảm giác là ôm tay. Nếu như chúng ta so sánh một mẫu chuột khác, một mẫu chuột đến từ DU có mức giá thấp hơn thì khi các bạn nhìn vào ở đây thì cũng đã có thể thấy được, mặc dù DU cũng là một form chuột khá to rồi nhưng khi mà so với mẫu chuột của Razer thì cái mẫu chuột của Razer đây vẫn cho mình cái cảm giác là thực sự là hầm hố. Thì ngoài khả năng cầm nắm tốt ra dành những người tay to thì Dead Adder Essential thì có những thông số khá ổn. Những cái mắt đọc ở đây sử dụng của Razer trang bị hầu hết thì đều là do Razer sản xuất và là một trong những mắt đọc quang học, và cái mức DPI có thể đạt được là 6400. Những cái phím bấm xung quanh ở đây thì sẽ sử dụng switch của Omron có độ bền là 10 triệu lần nhấn và cho cảm giác click khá là đanh, nghe tiếng kiểu to ấy, khá to. Ở đây mình sẽ bấm cho anh em nghe thử này.
Và nhìn xuống một chút thì cũng nằm trong cái phần trải nghiệm sử dụng, đó chính là những khu vực feed chuột. Thông thường thì anh em sẽ chỉ thấy là ít thì chúng ta sẽ có 2 feed chuột này, còn không thì chúng ta sẽ có cùng lắm là 3 feed chuột. Thì đối với sản phẩm Razer chúng ta vẫn sẽ có 3 feed chuột cơ bản khá lớn. Ngoài ra ở quanh khu vực mắt đọc ở đây chúng ta cũng sẽ có thêm một cái feed nữa để có thể đảm bảo cái độ chính xác của phần mặt đọc ở bên dưới. Và khi mà được trang bị nhiều như vậy và cảm giác cầm nắm gì là cực kỳ mượt mà. Và khi nhìn kỹ lại một chút liên quan những thành phần xung quanh thì mình có thể thấy được là cái phần nhựa được Razer sử dụng ở đây thì sẽ có một chút cái độ nhám mờ, và khi sờ vào thì mình vuốt thì cảm giác là sẽ có một cái độ lì và cảm giác gì ở vuốt tay nó khá là tốt. Mình không biết là sau một quá trình sử dụng dài, chúng ta có thể sử dụng từ 1 đến 2 năm thì cái phần nhựa sử dụng ở đây thì có bị bóng hay là bị mòn hay không. Nếu anh em nào mà đã sử dụng rồi thì có để lại ở dưới bình luận để cho anh em có thể được biết. Còn đến cái phần khác liên quan đến phần LED thì những sản phẩm của Razer chúng ta sẽ có cái tông LED chủ đạo là LED xanh. Tất cả sản phẩm thì đều có LED xanh hết. Tất nhiên thì qua phần mềm tùy chỉnh thì chúng ta sẽ có vực LED RGB rồi. Tuy nhiên đối với cái dòng SHR thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 phiên bản màu, một là màu đen, hai là màu trắng. Với màu đen thì dĩ nhiên chúng ta sẽ vẫn là chuột màu đen và LED màu xanh đơn sắc rồi. Còn đối với phiên bản màu trắng thì sẽ hơi khác một chút, ở đây thì mình không phiên bản màu trắng. Thế nhưng với phiên bản màu trắng thì chúng ta sẽ có cái phần chuột trắng và LED cũng trắng luôn. Vậy thì anh em đánh giá sao về 5 mẫu chuột mình mang tới cho anh em ở trong video ngày hôm nay? Tầm giá thì sẽ rơi vào khoảng từ 269.000 đồng cho đến 500.000 đồng. Thì anh em có sở hữu một trong 5 mẫu chuột nào mình mang tới hay không? Thì nếu có thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Còn nếu như anh em nào mà chưa sở hữu và muốn mua một trong 5 mẫu chuột thì đường link của cả 5 mẫu chuột mình sẽ để ngay trong phần mô tả để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em ở trong video sau.